Rồi, chào quý vị và các bạn. Bây giờ thì mưa đang rất là lớn và Tuấn Dương thì đang ở trong một con hẻm nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài đây. Trời mưa rất là lớn luôn. Wow. Giờ mình sẽ đi ra ngoài ạ. Ồ, còn những em bé đi tắm mưa này. Em bé đi tắm mưa. Em bé này ạ. Sao không đi vào nhà đi tắm mưa vậy? Không đi. Cho tắm mưa không sợ bệnh à? Rồi mấy bạn này thấy mưa mát quá. Rồi chúng ta đi ra. Ăn bánh mì. Đây nhiều người thì không có áo mưa thì họ dừng lại á. Ở đây là cái cơn mưa rất là lớn ở Việt Nam. Các bạn nhìn này, cái người buôn thúng bán bưng họ đi rất là cực khổ. Đó. Đây những người đi chở hàng. Những người đi chở hàng họ cũng phải người chở hàng họ phải bọc dùng bao xốp họ bọc các cái gói hàng của họ lại. Bên kia thì cô đi mua ve chai họ cũng đẩy hàng đi nhưng mà phải che bằng cái bao xốp cho nó không bị ướt. Những người mặc áo mưa đi. Wow. Mưa đang rất lớn đó các bạn. Giờ Tuấn Dương sẽ đi đến một cái tiệm cơm tấm để tiệm cơm tấm cô Hoa để mua cơm á. Đi theo cái nhóm kia các em nhỏ đi đang đi để tắm mưa kìa, chạy vào chợ mất rồi. Đó, nhiều người không có áo mưa đang chạy dưới cơn mưa kìa các bạn. Mưa này chỉ đi xe hơi là sướng thôi. Xe bus. Bến xe chợ lớn. Rồi chúng ta chuẩn bị băng qua đường nhé. Đây chúng ta sẽ nhìn một cô có đi chợ, mua đồ đi chợ về này. Đó. Mưa gió này chắc là không bán chác gì được. Cô bán trứng này. Rồi chúng ta băng qua đường nhé. Đây là đường Lãnh Minh Thăng. Tiệm bán cơm tấm. Wow. Bắp sáu ba trái 10.000. Mưa quá. Cơm tấm bò kho. Cháo gà, miến gà, mì quảng. Đây các bạn nhìn những người đi bán hàng rong này. Họ trên một cái cây dù che mưa lại. Wow, ướt quá. Họ bác ấy che một cái tấm ni lông
ở phía đằng trước để cho mưa nó không hắt. Bác đi bán bánh bèo. Đây là cái khu đường số 2 trong khu cư xá Bình Thới thưa các bạn. Các quán cà phê rất là đông khách mặc dù trời mưa. Mọi người họ tới họ trú mưa nên mọi người tới họ trú mưa. Wow, bác này có một cái chiếc xe rất là hầm hố, rất là tay chơi, rất là hổ báo à, hổ báo trường mẫu giáo à. Hắc lây. Đây cô này cô bán măng cụt này cả nhà. Mưa quá nên là dừng đây. Xe khách. Xe khách Anh Tuấn về Bạc Liêu á. Mưa lớn quá cả nhà ơi. Nhiều người họ đã phải dừng lại. Dừng lại đây để trú mưa. Mưa quá. Đẩy chắc Tuấn dừng nên đi băng qua bên này. Hàng quán ngày mưa thì rất là buồn. Nhiều tiệm thì không có khách luôn. Đấy, cơm gà, mì vịt tiềm. Chắc lát xíu chúng ta sẽ quay lại đây ăn mì vịt tiềm nhé. Ồ, đây là một cái quán mới. Đi đâu? Đó. Trong cơn mưa thì có một cô đang bán. Để đi mua vé chai. Không phải bán gì cả, đi mua ve chai. Chỗ này, bác bán trái cây này cả nhà. Xe đẩy trái cây đi nhưng mà mưa quá. Đó. Mọi người chạy dưới cơn mưa. Cơm tấm 25k. Hủ tiếu mì Sài Gòn Chợ Lớn à. Cơm bán khá là ngon. Cơm gạo Thái, cơm đậm giá 25k, cơm văn phòng. Bên đây là các cái quán cà phê. Đây, nhiều người họ không có áo mưa thì họ trú mưa ở đây các bạn. Anh Grab. Đây các bạn nhìn một cái trời thì sấm chớp nổi lên đùng đùng. Đây có một cái xe bác này bác ấy cũng là đi bán hàng rong. Đẩy tới đẩy lui bán trong cái khu dân cư. Cái chiếc dù các bạn. Đó. Rất là vất vả. Những người buôn thúng bán bưng gặp cái cảnh trời mưa này là rất là buồn. Họ buồn vì hàng hóa bán nó sẽ chậm. Hai nữa là không có cửa hàng cửa hiệu. Khi đi thì sẽ bị ướt. Đây đây quán cơm. Cà phê máy lạnh. Khu cư xá Bình Thới này thì tập trung đa số bà con người Hoa sinh sống. Họ về đây sinh sống. Trước đây thì nó là một cái nghĩa trang. Nó có cái tên là Nghĩa trang Nhị Tỳ Quảng Đông. Nhưng sau này thì người ta di chuyển cái nghĩa trang này đi. Họ
di chuyển đến nghĩa trang này đi rồi và xây dựng nên một cái khu cư xá mới. Quán cà phê. Ở Việt Nam thì cái mùa này mưa rất là nhiều. Nhưng mà Tuấn Dương nghe nói ở nước ngoài như là Cali đâu đó có cái vùng nào còn đang bị hạn hán. Nhưng ở đây Việt Nam của chúng ta thì ngày nào cũng có mưa luôn. Không ngày nào là không có mưa cả. Ồ, một cái đàn chó. Không biết đi đâu đây, đi tắm mưa quá. Dương có điện thoại, Dương dừng ở đây để nghe điện thoại xíu à. Alo. Ừ đúng rồi, đúng không? Ngay tiện 23 số đấy đâu có hẻm đâu em vô đi. Ừ đúng rồi. Em cứ vô gặp ba anh đi rồi em nói tên thì giao cho em đúng cái món đấy nhé. Anh có dặn ba anh rồi đấy. Đó, ở đây thì các bác thấy mua buôn bán xong thì bây giờ đang chuẩn bị để đi về các bạn. Bây giờ các bác ấy để lên xe rồi xe Honda sẽ kéo đi về rồi chúng ta tiếp tục đi á. Mưa quá, bác ấy kéo xe đi. Ồ, ba chú chó cứ chạy lông nhông ngoài đường. Đó. Rồi, cái khu này là cái công viên lấy Binh Thăng này. Ta sẽ đi ra trước mặt đây là công viên bạn này bác bán bánh bò. Phía bên tay trái theo cái hướng đi của chúng ta là công viên Lãnh Binh Thăng. Đó, cảnh những người buôn thúng bán bưng. Quán cà phê Hana Coffee. Trước mặt chúng ta là một cái khu đất trống. Ngày xưa thì cái khu này nó là cái siêu thị Vinatech. Sau này thì nó là siêu thị Vinmart của cái tập đoàn Vingroup. Sau này thì họ làm ăn nó không có thành công nên là họ đã chuyển đổi cái mục đích kinh doanh và có lẽ là ở đây sẽ xây dựng lên cái tòa cao ốc. Trước mặt chúng ta đang là cái đường Dương Đình Nghệ đó thưa quý vị các bạn. Tuấn Dương lại có phone rồi. Mình sẽ phải dừng ở đây để nghe phone á, các bạn thông cảm dùm á. Phone mà chỉ nhá máy. Rồi. Giờ chúng ta sẽ đi một vòng quanh đây rồi đi về á. Đây là cái khu công viên Lãnh Binh Thăng. Nơi này thì để mọi người buổi sáng họ đến đây, sáng và tối họ đến đây họ tập thể dục. Giờ thì trời mưa quá nên là chẳng thấy ai tới đây cả. Tuấn Dương cũng đi quay để cho quý bà con cô bác biết cái cảnh sinh hoạt trời mưa cũng như là cuộc sống ở Sài Gòn. Xung quanh công viên thì họ trồng cây xanh, có một cái khoảng không để mọi người tới
tập thể dục vào buổi sáng cũng như là buổi tối. Lại có điện thoại. Giờ không biết cái cuộc này là gọi hay nhá máy đây. Alo. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng. 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 Không có anh ơi. Dạ. Dạ. 350.000 cho một hộp đấy anh. Vâng ạ. Không anh ơi. Anh coi đi, hình như bên em là không có khuyến mại đâu đấy. Hình như anh coi sao em là anh mua lộn bên nào ấy nhá. Không thì anh coi thử lại đi, có khi không phải số đấy của bên em đâu nhá. Rồi rồi. Anh ở đâu anh? Em gửi qua đường bưu điện, tiền ship là 50.000 anh ạ. Dạ dạ là 400.000. Ok, dạ dạ em cảm ơn anh. Vâng em chào anh ạ. Dạ 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 em chào anh. Rồi xong rồi thưa quý vị các bạn. Đấy, có một khách hàng đã xài cái sản phẩm đó rồi nhưng mà họ rất là thích, giờ họ đang muốn liên lạc để đặt lại, thì thôi mình cũng vẫn phải làm thêm cái một vài job. Nói thế để quý bà con Việt Kiều hiểu là Tuấn Dương vẫn còn phải đi làm, đi cày để kiếm tiền. Lúc nào rảnh thì tranh thủ ra quay clip, vừa là cái thú vui của mình, đôi khi thì cũng giúp cho nhiều bà con coi cái clip và bớt nhớ Sài Gòn, bớt nhớ Việt Nam hơn. Thì đó cũng là cái niềm vui của mình. Và trong cái thời gian tới thì Tuấn Dương cũng tính là sẽ viết một cái ebook nhỏ nhỏ hướng dẫn giới thiệu về du lịch để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Cái đối tượng phục vụ thì bây giờ tạnh mưa các cô mới đi bán hàng, đẩy xe đi bán hàng tiếp à. Tuấn Dương nói thêm là cái đối tượng phục vụ thì chính là bà con, cô bác Việt Kiều ở hải ngoại muốn về thăm Việt Nam thì cần những các cái sự hướng dẫn, thì Tuấn Dương sẽ gom lại những các cái thông tin hết sức là cô đọng gửi đến quý bà con, cô bác. Thì rất là mong quý bà con, cô bác sẽ ủng hộ Tuấn Dương. Bây giờ thì trời gần như là đã hết mưa rồi. Mọi cái hoạt động sinh hoạt của mọi người có lẽ là gần như là chuẩn bị diễn ra bình thường. Các cái cô này bắt đầu đi bán vé số này. Đấy, lại cầm vé số đi bán. Đây thì cũng sắp 1 giờ rồi. Hiện nay những các cái ngân hàng nó đang nghỉ trưa, nhưng mà chừng khoảng 1 giờ 30 họ bắt đầu hoạt động trở lại. Và video clip của Tuấn Dương thì xin phép sẽ tạm end tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những các cái video clip kế tiếp ạ.